Xin chào tất cả các bạn, mình là Nhật Linh và bên cạnh mình còn có em Bạch Dương và em Vân Khánh. Và ngày hôm nay thì chúng mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm nến thơm, một món đồ dùng rất quen thuộc trong ngôi nhà của chúng ta. Có rất nhiều loại nến thơm đa dạng mùi hương khác nhau, thế nhưng hôm nay mình sẽ chọn làm nến thơm lấy cảm hứng từ mùa hè. Cụ thể thì chúng ta cần những nguyên liệu sau. Đầu tiên là sáp nến, tiếp theo đó chính là bấc nến. Cấp nhiệt để chúng ta nấu sáp nến. Và để làm nến thơm thì thứ không thể thiếu đó chính là tinh dầu. Vì lấy cảm hứng từ mùa hè cho nên thì mình sẽ chọn tinh dầu có mùi hương thanh mát và dịu nhẹ. Và để cho nến thơm của chúng ta rực rỡ hơn và sinh động hơn thì không thể thiếu được hạt táo màu và những nguyên liệu trang trí. Và bên đây chúng ta có cốc thủy tinh để làm nến thơm. Ngay bây giờ các bạn hãy cùng làm với chúng mình nhé. Đầu tiên thì mình sẽ nấu sáp nến. Chúng ta cho sáp đậu nành vào cốc nhiệt một lượng vừa đủ, sau đó đun sôi cho chúng nóng chảy ra. Chú ý khi sáp sôi, chúng ta dùng chiếc que gỗ để khuấy đều cho sáp tan hết. Nếu muốn tạo màu cho sáp nến thì khi chúng còn nóng, hãy cho những viên tạo màu vào và liên tục khuấy đều. Sau khi nấu sáp nến xong thì chúng ta sẽ chờ nguội một lúc và bỏ tinh dầu vào. Thì ngay bây giờ các bạn hãy cùng bỏ tinh dầu với mình nhé. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ bỏ bấc nến vào cốc thủy tinh. Các bạn cố gắng giữ cho bấc nến ở giữa. Sau đó đổ sáp nến từ từ vào cốc thủy tinh để nguội hẳn và sáp nến sẽ đông lại. Chúng mình đã vừa nấu thêm sáp nến để tạo những lớp màu cho cốc nến thơm của chúng mình. Đối với mình thì mình làm cốc trà sữa với hai màu chủ đạo là màu trắng và màu nâu. Và bây giờ thì mình sẽ pha thêm màu nâu nhé. Sau khi tạo màu cho những cốc nến tùy theo ý tưởng của mỗi bạn thì ngay bây giờ mình sẽ dùng kéo để cắt bấc nến cho vừa với miếng cốc và sau đó thì chúng ta cùng nhau trang trí nhé. Các bạn thấy đấy, những cốc nến thơm lấy cảm hứng từ mùa hè sẽ là bí kíp giúp các bạn xua tan cái nóng oi bức và tận hưởng mùi hương thanh mát bất tận trong ngôi nhà của mình. Và nến thơm handmade cũng là một gợi ý quà tặng độc đáo để các bạn gửi tới những người thân yêu. Mình chúc các bạn thành công với sản phẩm này nhé!